gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao ngày 26 tháng 3 năm 2016. Trước mắt chúng ta là những thông tin nóng hổi nhất của thể thao thế giới diễn ra trong vòng 24 giờ qua. Sau đây sẽ là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Brazil và Uruguay chia điểm kịch tính. Giao hữu quốc tế, Blaise Matuidi mang về chiến thắng ở những phút cuối cho đội tuyển Pháp. Diễn biến vòng 2 giải quần vợt Miami Open. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những diễn biến tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Sáng nay, trận cầu tâm điểm của lượt trận thứ 5 đã diễn ra. Đội tuyển Brazil đón tiếp Uruguay ngay trên sân nhà. Trận đấu này cũng chứng kiến màn tương phùng giữa hai đội trưởng là Neymar và Suarez. Và không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, một trận cầu kịch tính đã diễn ra. Lợi thế sân nhà giúp đội tuyển Brazil nhập cuộc vô cùng hứng khởi. Và ngay ở phút đầu tiên, Douglas Costa đã khiến các khán giả ở Recife vỡ òa sung sướng. Sau đường chuyền của Willian, tiền vệ của Bayern Munich đã nhanh chân chạm bóng, đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước. Sự hưng phấn của Seleção tiếp tục được duy trì và phút 26, pha xử lý bình tĩnh của Renato Augusto đã nhân đôi cách biệt cho Brazil. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, Uruguay đã cho thấy mình không hề cam chịu lép vế trên sân khách. Sau đường chuyền dài của đồng đội, Carlos Sanchez đã có pha đánh đầu nhà bóng lại cực kỳ thuận lợi để Edinson Cavani rút ngắn cách biệt cho thầy trò huấn luyện viên Oscar Tavares. Và ngay đầu hiệp 2, cách biệt đã được san bằng. Luis Suarez thể hiện vai trò của mình khi được mang băng đội trưởng. Pha chọc khe thông minh của Alvaro Pereira đã tạo điều kiện để Suarez đá nối cực nhanh, quân bình tỷ số 2 đều. Trong những phút còn lại, tiền đạo của Barcelona còn bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon ăn khác và 2 đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Chia điểm, Uruguay vẫn tiếp tục xếp thứ 2, còn Brazil tạm thời leo lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Chuyển sang những thông tin dành cho loạt trận giao hữu để chuẩn bị cho Euro 2016. Ngay trước thềm cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Hà Lan và Pháp, làng túc cầu thế giới đã phải đón nhận một tin buồn vì sự ra đi của huyền thoại Johan Cruyff. Chính vì thế, trận giao hữu này đã trở thành lễ tưởng niệm đặc biệt dành cho ông. Và không phụ lòng người hâm mộ, Hà Lan và Pháp đã cùng nhau cống hiến một trận cầu mãn nhãn. Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Pháp bắt đầu bằng một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân của vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô Brussels của Bỉ. Với đội hình được đánh giá cao hơn, tuyển Pháp đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 6 từ pha sút phạt hàng rào hiểm hóc của Antoine Griezmann. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 7 phút sau, tỷ số đã được nới rộng cho gà chống Goloa với bàn thắng của Oliver Giroud. Tuy nhiên, hai bàn thua trong bánh không đánh gục được Hà Lan. Trái lại, sau phút mặc niệm tưởng nhớ huyền thoại Johan Cruyff diễn ra ở phút thứ 14 của trận đấu, cơn lốc màu da cam đã vùng lên hết sức mạnh mẽ. Dù vậy, cũng phải đợi tới hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Danny Blind mới cụ thể hóa được những cơ hội mà mình có được. Hai bàn thắng của Luke de Jong cùng Ibrahim Afellay đã giúp Hà Lan san bằng cách biệt khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc. Những tưởng cuộc chạm trán này sẽ khép lại với một kết quả hòa, thì đến phút thứ 87, Blaise Matuidi bất ngờ ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Pháp với một pha thoát xuống dứt điểm cận thành. Rõ ràng trận cầu đá mắt này đã mang tới sự ủng hộ tinh thần rất lớn cho các nạn nhân của vụ khủng bố cũng như sự ra đi của Thánh Johan. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, đội tuyển Bồ Đào Nha dù có sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo và thi đấu lấn lướt hơn hẳn so với Bulgaria, nhưng rốt cuộc họ lại bất ngờ phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà sau pha lập công duy nhất của tiền vệ Marcelinho ở phút thứ 19. Kết quả này cho thấy đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn nghĩ tới một kết quả khả quan tại Euro 2016 sắp tới. Với những diễn biến ở lượt trận giao hữu quốc tế diễn ra vào sáng ngày hôm nay, Bosnia Herzegovina tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi làm khách đến sân của Luxembourg. Trong khi đó, đội tuyển Bắc Ireland cũng đã có được một chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 khi đón tiếp các cầu thủ Thụy Sĩ trên sân nhà. Hành quân đến sân của Luxembourg, Bosnia Herzegovina thể hiện sức mạnh vượt trội trước đối thủ của mình, thể chất áp đảo, luôn thuộc về đội khách trong suốt 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, phải bước sang đến nửa cuối của hiệp 2, các bàn thắng mới đến với họ. Đầu tiên là tình huống đá phản lưới nhà của Maxim Chanot ở phút 73. Tiếp đài hưng phấn trong khoảng thời gian còn lại, hai pha lập công của Milan Djuric và Pjanic đã khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-0 nghiêng với Bosnia Herzegovina. Trong khi đó, đội tuyển Bắc Ireland cũng đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 khi đón tiếp đội tuyển Thụy Sĩ. Pha lập công của Ciarán Glass ở ngay phút thứ 2 là quá đủ để đội bóng chủ nhà có được chiến thắng. Tuy nhiên, màn thể hiện thiếu thuyết phục của Bắc Ireland sẽ cần phải điều chỉnh rất nhiều nếu như muốn đi sâu tại Euro 2016.
Ở một diễn biến khác là cuộc đọ sức không bàn thắng giữa Slovakia và Latvia. Trong suốt 90 phút thi đấu, sự kém duyên trong khung giờ điểm của cả hai đội đã mang đến cho người hâm mộ một trận cầu nhàm chán. Qua đó, góp phần thắng bại với tỷ số hòa không đều. Thưa quý vị và các bạn, vào rạng sáng ngày mai, đội tuyển Đức sẽ đối đầu với Anh trong khuôn khổ loạt trận giao hữu quốc tế. Đây là một trận đấu rất đáng chú ý vì nó sẽ là bài test thực sự về tham vọng của cả hai đội tại Euro 2016. Liệu đương kim vô địch thế giới có ngủ quên trên chiến thắng hay không? Và Tam Sư, họ sẽ thể hiện như thế nào sau rất nhiều năm gây thất vọng ở đấu trường quốc tế? Vấn đề lớn nhất của Đức lúc này là hàng thủ của họ chưa được định hình rõ ràng. Việc huấn luyện viên Joachim Löw chưa tìm ra được giải pháp tốt ở hai cánh của hàng hậu vệ khiến hệ thống phòng ngự của nhà đương kim vô địch thế giới hoạt động không tốt suốt một thời gian dài. Ở trận đấu sắp tới, sự vắng mặt của trung vệ số 1 Jerome Boateng chắc chắn sẽ càng khiến những rắc rối trong khâu phòng ngự của đội tuyển Đức trở nên phức tạp hơn. Chính vì thế, chiến lược gia 56 tuổi tỏ ra rất thận trọng trước cuộc đối đầu với đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh sở hữu những cầu thủ chất lượng ở hàng tấn công, họ cũng cho thấy phong độ ổn định trong thời gian gần đây và điều này sẽ mang tới nhiều thách thức cho chúng tôi. Chỉ một sai lầm rất nhỏ cũng sẽ khiến Đức phải trả giá. Trong khi đó, đối đầu với đội tuyển Đức là dịp tốt để Tam Sư nhìn lại chính mình. Đức không chỉ là nhà đương kim vô địch thế giới mà còn là đối thủ kỵ dơ, khiến anh phải chịu nhiều thất bại đau đớn ở các giải đấu gần đây. Với dàn cầu thủ trẻ mà huấn luyện viên Hodgson đang sở hữu, thì đây sẽ là bài test quan trọng về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Bởi dù đang làm mưa làm gió tại Premier League, nhưng ở đấu trường quốc tế, những cái tên này vẫn chỉ là nhân tố mới. Việc thiếu cả đội trưởng Wayne Rooney lẫn đội phó Zouhat, những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất của Tam Sư, sẽ càng tăng thêm độ khó cho màn thử lửa sắp tới. Dù vậy, huấn luyện viên Hodgson vẫn đang tỏ ra rất quyết tâm để giành một chiến thắng. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh. Trong tay đội tuyển Đức là những cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước được sở hữu. Tuy nhiên, các cầu thủ của đội tuyển Anh lúc này lại đang có được tinh thần rất tốt và khát khao thể hiện bản thân. Tôi tin chính điều này sẽ mang tới một kết quả tốt. Với người Anh, đội tuyển Đức không chỉ là một đối thủ mạnh, một hình mẫu để họ học hỏi mà còn là rào cản lớn về tinh thần. Gặp đội đương kim vô địch thế giới cũng là lúc Tam Sư đối mặt với chính mình trước khi xác định mục tiêu cụ thể tại vòng chung kết Euro 2016. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là bóng đá thế giới đã phải đón nhận một tin rất buồn khi mà huyền thoại Johan Cruyff vừa qua đời ở tuổi 68. Là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà làng túc cầu từng sản sinh. Vì thế, sự ra đi của ông để lại khoảng trống rất lớn cho những người hâm mộ môn thể thao vua trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép giúp quý vị và các bạn nhìn lại những đóng góp to lớn của Thánh Johan với bóng đá thế giới như là một lời tri ân sâu sắc tới ông. Johan Cruyff, người phát minh ra bóng đá tổng lực, qua đời ở tuổi 68. Johan Cruyff, cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới, đã đầu hàng trước căn bệnh ung thư. Huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Hà Lan, ông Johan Cruyff đã từ biệt cõi đời. Đó chỉ là một vài trong số hàng triệu dòng tít của những tờ báo trên thế giới nói về sự ra đi của ông Johan Cruyff. Một biểu tượng vĩ đại, một huyền thoại bất tử, người đã đặt nền móng cho hàng loạt phong cách chơi bóng trên khắp thế giới. Sinh ra tại Hà Lan, sau đó trở thành linh hồn giúp Ajax Amsterdam giành 8 chức vô địch quốc gia, 3 lần liên tiếp lên ngôi tại Cúp C1. Đưa đội tuyển Hà Lan giành ngôi Á quân World Cup, biến Barcelona trở thành một tượng đài thật sự. Những điều đó chính là lời khẳng định đanh thép nhất về tài năng của Johan Cruyff. Thậm chí, Thánh Johan còn để lại những di sản đồ sộ mà đến lúc này vẫn chưa ai có thể vượt qua ông. Trong trận đấu với Thụy Điển tại World Cup 1974, Johan Cruyff đã có một pha ngoặt bóng làm sững sờ cầu thủ đối phương. Sau này, tuyệt kỹ của ông được đặt tên là Cruyff Turn. Cho đến hiện tại, đây là kỹ thuật mà ngay cả những ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Frank Ribery, Arjen Robben và rất nhiều cầu thủ khác vẫn thường sử dụng. Thập niên 70 của thế kỷ trước chính là thời điểm mà Ajax Amsterdam và Hà Lan làm khiếp đảm mọi đối thủ nhờ hệ thống mang tên bóng đá tổng lực và người đứng đầu không ai khác ngoài Johan Cruyff. Cũng chính hệ thống này là nền móng giúp Barcelona thống trị bóng đá thế giới trong nhiều năm qua. Thánh Johan còn được biết đến là cha đẻ của sơ đồ mang tính đột phá 3-4-3, công thức thành công của rất nhiều đội bóng hiện tại.
lò đào tạo trẻ thành công nhất thế giới và cũng là nơi cung cấp hàng loạt những cầu thủ ưu tú cho các câu lạc bộ. Tuy nhiên, trước khi Thánh Johan trở thành thuyền trưởng của Barcelona, lò La Masia thường không mấy tập trung vào việc lựa chọn những cầu thủ có kỹ thuật tốt và khả năng thật sự. Có thể nói, nếu Johan Cruyff không xuất hiện, người hâm mộ sẽ khó có dịp biết đến Messi, Xavi, Iniesta, Fabregas, Busquets hay Piqué. Lionel Messi đã giành 5 quả bóng vàng, nhưng trước siêu sao người Argentina, Cruyff là người đầu tiên 3 lần nhận danh hiệu này. Ấn tượng hơn, thành tích ấy được ông lập nên chỉ trong vòng 4 năm. Ngoài ra, huyền thoại người Hà Lan còn được bầu là cầu thủ châu Âu xuất sắc nhất thế kỷ 20. Ông cũng đồng thời là người duy nhất cho đến nay từng nhận được danh hiệu trăm năm có một này. Trong suốt cuộc đời, Johan Cruyff đã chiến đấu để tạo nên sự khác biệt. Cao quý hơn, ông còn chiến đấu cho cả những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới thông qua quỹ từ thiện, những học bổng và cả những chương trình hoạt động từ thiện. Ông sẽ mãi là một tượng đài bất diệt mà làng Túc Cầu từng may mắn được sở hữu. Chuyển sang những thông tin dành cho bộ môn banh nỉ. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tháng điều trị chấn thương đầu gối, Roger Federer được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ ở Miami Masters. Nhưng trong ngày hôm qua, tàu tốc hành đã bất ngờ xin rút lui do gặp vấn đề về dạ dày. Người thi đấu thay thế cho anh là Horacio Zeballos đã vừa mới đánh bại Juan Martin del Potro ở vòng 2. Và ngay sau đây sẽ là diễn biến chính của một số trận đấu khác tại vòng này. Hạt giống số 8 David Ferrer chỉ thực sự gặp khó khăn trước tay vợt của nước chủ nhà Taylor Fritz trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi đã giành chiến thắng ở loạt tiebreak của set đấu này, Ferrer đã nhanh chóng thắng tiếp set 2 với cách biệt 6-1 để ghi tên mình vào vòng 3 gặp Lucas Pouille. Trong khi đó, bất ngờ đã xảy ra ở cuộc đối đầu giữa Feliciano Lopez và Yoshihito Nishioka. So về danh tiếng, rõ ràng tay vợt người Nhật Bản không được biết đến nhiều hơn đối thủ. Nhưng anh đã có một trận đấu quả cảm và giành chiến thắng sau 2 set với cùng tỷ số 6-4. Qua đó, giành quyền tiến vào vòng 3. Ở một trận đấu khác, tay vợt trẻ Dominic Thiem đã gặp đôi chút khó khăn trước đàn anh Sam Groth trong set 1. Dù vậy, việc mắc ít lỗi đánh bóng hỏng hơn đã giúp Thiem giành chiến thắng 7 năm ở set đấu này. Có được đà tâm lý tốt, tay vợt người Áo bước vào set 2 đầy tự tin. Và không khó để anh buộc đối thủ gác vợt trong vánh với tỷ số 6-2. Chuyển sang với những diễn biến tại nội dung của nữ. Tại vòng 2 giải quần vợt Miami Open, các trận đấu hấp dẫn đã được diễn ra. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến chính tại các cặp đấu đáng chú ý này. Hạt giống số 4 thế giới Garbin Muguruza được xem là sẽ có một trận đấu dễ dàng tại vòng 2 giải quần vợt Miami Open khi đối thủ của cô là tay vợt người Slovakia Domenica Sibukova. Tuy nhiên, Muguruza bất ngờ gặp khó khăn ngay ở set đầu tiên khi để thua đối thủ của mình sau loạt tiebreak. Với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, tay vợt người Tây Ban Nha đã dần lấy lại được thế trận, qua đó giúp cô có được chiến thắng ngược dòng 2-1 sau 2 giờ 46 phút thi đấu. Trong khi đó, cô chị nhà William đã phải dừng bước trước Elena Vesnina ở vòng 2 tại giải, đánh bại tay vợt người chủ nhà sau 3 set với các tỷ số là 6-0, 6-7 và 6-2. Đối thủ của Elena Vesnina tại vòng 3 sẽ là tay vợt người Úc Johanna Kota, tiếp gót Venus William, là giống số 10 Belinda Basic. Trong cuộc đọ sức với Kristina Pliskova ở game thứ 6 trong set 1, tay vợt người Thụy Sĩ đã gặp phải chấn thương, qua đó đã nhớ lời chia tay sớm với giải đấu. Bản tin xin được tiếp tục với những diễn biến tại giải đua xe đạp Catalunya. Trong ngày hôm qua, chặng thi đấu thứ 5 tại giải đã được diễn ra. Vượt qua những cái tên đáng chú ý khác, Quarer người Hà Lan Ut Paul đã xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên. Trong ngày hôm qua, chặng 5 giải đua xe đạp Catalunya được diễn ra có lộ trình từ Riyadh đến Van, dài 187,2 km. Ngay khi bắt đầu cuộc đua, người hâm mộ được chứng kiến những màn cạnh tranh quyết liệt từ các Quarer và vượt qua những cái tên đáng chú ý khác. Quarer của đội Team Sky là Wood Powell đã có một ngày thi đấu vô cùng ấn tượng. Qua đó, cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian 3 giờ 59 phút 3 giây. Xếp ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Dario Cattardo và Gatabin. Dù không có được kết quả tốt ở trạng đua này khi Nairo Quintana không có tên trong top 10, tuy nhiên, Quarer người Colombia vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng với tổng thời gian là 23 giờ 1 phút 19 giây. Trong ngày hôm nay, các Quarer sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 6 với hành trình là quãng đường dài 197,2 km. Lịch sử thể thao thế giới từng chứng kiến khá nhiều cặp anh em ruột cùng thành danh. Thế nhưng, nếu xét dưới góc độ song sinh thì cặp anh chị em dưới đây là nổi tiếng hơn cả. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm tên những cặp song sinh gây ấn tượng mạnh nhất trong làng thể thao thế giới.
Frank và Ronald de Boer là cặp anh em song sinh thành công và nổi tiếng nhất thế giới bóng đá. Suốt sự nghiệp của mình, Frank và Ronald luôn đóng vai trò trụ cột trong màu áo đội tuyển quốc gia Hà Lan. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh em nhà de Boer cũng giành được vô số vinh quang tại Ajax Amsterdam với 5 chức vô địch quốc gia, 1 Champions League, 1 siêu cúp châu Âu và 1 cúp liên lục địa. Và tại Barcelona là 1 chức vô địch La Liga. Hiện tại, trong khi Frank de Boer đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Ajax Amsterdam, thì Ronald đóng vai trò trợ lý cho người anh em song sinh. Với các fan hâm mộ của Manchester United, anh em nhà đá Silva là hai gương mặt đã trở nên quá quen thuộc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cả hai cầu thủ này đã không còn ở lại sân Old Trafford. Trong quá khứ, thành tích mà hai anh em nhà đá Silva giành được cũng rất đáng nể, đó là 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 3 siêu cúp Anh, 1 League Cup và 1 FIFA Club World Cup, từng được đánh giá là có nhiều tiềm năng, nhưng cho đến lúc này cả Fabio và Rafael đều mới chỉ có 2 lần được khoác lên mình màu áo vàng xanh của đội tuyển quốc gia Brazil. Anh em nhà Brian là cặp đôi nổi tiếng nhất làng tennis thế giới ở nội dung đôi nam. Mai và Bob từng cùng nhau giành được tổng cộng 75 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 11 Grand Slam và có 270 tuần đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP tính đến tháng 1 năm 2012. Hai anh em Lopez đều đang chơi ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Brook là ngôi sao của đội New Jersey Nets, trong khi Robin đang thi đấu cho câu lạc bộ Phoenix Sun. Chị em nhà Cooper là những tay đua chuyên nghiệp của NASCAR. Tháng 10 năm 2010, Angela và Amber đi vào lịch sử với tư cách là cặp song sinh đầu tiên tham gia thi đấu tại một trong 3 giải đấu hàng đầu của NASCAR. Vào chiều ngày hôm qua, trận bán kết 2 của giải bóng đá U19 quốc gia đã diễn ra. Gây ấn tượng mạnh khi từng đánh bại nhà đương kim vô địch U19 PVF với tỷ số 3-0 ở vòng bảng. Các cầu thủ U19 Viettel bước vào trận bán đấu gặp chủ nhà Senotech Khánh Hòa với tư cách là đội cửa trên. Và không nằm ngoài dự đoán đó, các học trò của huấn luyện viên Hoa Mạnh Hưng đã giành tấm vé còn lại vào chơi trận chung kết. Trời mát mẻ khô ráo. Thế trận trên sân đã diễn ra đúng như dự đoán khi U19 Viettel kiểm soát bóng rất tốt và liên tiếp tổ chức những pha tấn công đáng chú ý. Tuy vậy cũng phải nhờ tới một tình huống bóng chết, họ mới xuyên thủng được mảnh lưới của U19 Sanatech Khánh Hòa. Phút thứ 28, Hoàng Đức có pha đá phạt tinh quái từ cự ly 35m mở tỷ số cho Viettel. Sự áp đảo tiếp tục được đội bóng này duy trì và họ đã tận dụng rất tốt những sơ hở bên phía chủ nhà. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà dâng cao và ngay lập tức phải trả giá bằng bàn thua sau cú dứt điểm của Văn Hào. Kể từ đó, các cầu thủ áo trắng có thế trận dễ dàng hơn rất nhiều. Và liên tiếp 3 bàn thắng nữa được ghi trong thời gian còn lại với những pha lập công của Hoàng Minh, Trọng Đạt và Tiến Anh. Qua đó khép lại trận bán kết với tỷ số 5-0. Thắng trận này, U19 Viettel bước vào trận chung kết gặp U19 Hà Nội T&T ngày 27 tháng 3. Trong khi chủ nhà của vòng chung kết năm nay, Sanatech Khánh Hòa xếp hạng 3 chung cuộc. Thưa quý vị và các bạn, những ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.